Dự báo thời tiết đêm 19 tháng 5, ngày 20 tháng 5, phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ.